À, đây là chợ Long Điền nha quý anh chị. À, ngay chợ mình là ngay chợ luôn. À, quý anh chị thấy toàn cảnh Bà Lai Cam không? Quá là đẹp luôn quý anh chị. Khu dân cư đông đúc luôn. À, đây sản phẩm mình đây. À, cách căn nhà một lô đất xong đến mình nha. À, quá là tuyệt vời luôn. Phía trước mình là đường Dương Bạch Mai nha. Đây. Mình là trung tâm thị trấn Long Điền nha quý anh chị. À, quá là đẹp luôn. À, mặt tiền đường nhựa khu dân cư đông đúc rồi. Bây giờ em sẽ quay từ vòng xoay ngã năm Long Điền quay vào cho quý anh chị xem. À, đây là ngã năm Long Điền nha quý anh chị. Cách lô đất của mình là tầm 100 m, hơn 100 m là đến rồi. À, là 200 m thôi, là chưa tới thôi. À, phía đây là vòng xoay ngã năm Long Điền nha quý anh chị. À, phía bên tay phải của quý anh chị đây là chợ Long Điền nha. Mình là phía sau chợ luôn. À, khu kinh doanh buôn bán khá là sầm uất luôn nha quý anh chị. Thì cái lô này em nói thật sự quý anh chị là chủ mua vào đã là 2 tỷ rồi. À, nhưng mà hôm nay chủ hạ kịch sàn nha. À, giá trước lúc trước chủ kêu là 2 tỷ 2, 2 tỷ 3 nha. À, rao bán là 2 tỷ 2, 2 tỷ 3, nhưng mà hôm nay là chủ hạ kịch sàn luôn nha quý anh chị. À, giá chỉ còn 1 tỷ 850 thôi, khá là rẻ nha quý anh chị. À, trung tâm thị trấn Long Điền sát chợ luôn mà giá khá là mềm luôn, mặt tiền đường chợ luôn. Thì mình có thể kinh doanh buôn bán được luôn nha quý anh chị. Tại vì phía sau bên hông chợ luôn nha quý anh chị. À, đây đây là chợ Long Điền này. Đó, thấy không? Kinh doanh tại vì giấc này là em quay giấc trưa nha quý anh chị. Nên là vắng nha. Buổi sáng là cực kỳ đông luôn. Đó, mình nằm trên trục đường này luôn nha quý anh chị. Đó, quý anh chị thấy không? Đó, cách đúng 50 m. Đây, đây là đồ đất của mình này. Cách đúng 50 m là tới rồi. À, đây. Đó, ngay cái cây này luôn nè. À, từ cái nhà bên tay phải xong cách một lô. À, chủ đã đo ranh cắm mốc hết rồi nha quý anh chị. À, lô đất khá là đẹp luôn, nằm mặt trục đường nhựa luôn nha quý anh chị. À, kinh doanh buôn bán tốt luôn. Đây từ cái mí này qua đây nè. À, là 4,5 m nha. À, qua đây 4,5 m, sâu vào trong là 20 m. Đất mình là full thổ cư hết nha quý anh chị. À, tí nữa em soi quy hoạch cho quý anh chị xem. Ở phía trước mình là chợ, cách đúng 50 m là tới chợ rồi. À, phía trước mình là chợ nha. À, kinh doanh buôn bán được luôn. À, giá chốt là 1 tỷ 850 triệu, giá khá là rẻ cho quý anh chị. À, quý anh chị mà quan tâm sản phẩm ngay mặt tiền chợ thị trấn Long Điền thì inbox liền cho em nha. Còn phía sau này nè, lá đi ra trung tâm hành chính, đi ra ủy ban, đi ra ngân hàng, đi ra trường học và đi ra đây. À, cũng khá là gần nha quý anh chị. À, ở đây thì khu dân cư đông đúc rồi. À, quy hoạch ổn định nha, quy hoạch giá đất dân hết cho quý anh chị, đất phủ hồng toàn bộ hết. Để em quay cái sổ cho quý anh chị xem nha. Đây đây là cái sổ của mình nha quý anh chị. Đó, thửa đất 107 nè, tờ bản đồ số 2. Đó, địa chỉ là thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu. Tổng diện tích là 90,8 m². Hình thức sử dụng riêng, mục đích sử dụng là đất ở tại đô thị, là full thổ cư nha quý anh chị, thời hạn lâu dài nha. Đó, và đây là cái thửa đất của mình này. Đây. Đó, để em soi quy hoạch cho quý anh chị xem nha. Đó, đây nha quý anh chị. Đó, đất mình là quay về hướng Tây Nam nha quý anh chị, hướng Tây Nam nha. Đây, và đây là cái quy hoạch của mình nha quý anh chị. À, sát với đường quy hoạch đường số 9 luôn này, quy hoạch đường số 9 quý anh chị. À, đất của mình đây ngang 4,5 m, sâu 20 nha, vuông vức hết cho quý anh chị. Phía sau nở hậu là 4,6 m nè. À, nở hậu nha. À, mình cách là một lô hai lô là tới lô của mình rồi. À, để em cho quý anh chị xem chợ đây. Đó, quý anh chị thấy không? À, đây là đất của mình này. Đây ra đây là chợ nè. À, chợ đây. À, đây là vòng xoay nè. À, ngay trung tâm Long Điền luôn nha quý anh chị, khu dân cư đông đúc luôn. Hướng này là về thành phố Bà Rịa, hướng này là vào trung tâm. À, mình trung tâm thị trấn Long Điền đây nha quý anh chị. Đất mình đây ngay chợ luôn nè. Đó, rồi quý anh chị quan tâm sản phẩm này thì inbox liền cho em nha. Đó, cảm ơn quý anh chị đã xem hết video. Không quên cho em một like và đăng ký kênh của quý anh chị.